Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả và chư quý đồng đạo, để liên tục chương trình đọc lại sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quyển Giác Mê Tâm Kệ. Đây là quyển thứ tư mà Đức Thầy đã viết ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão năm 1939 tại làng Hòa Hảo. Tác phẩm này Đức Thầy viết theo thể văn Thác Ngôn Trường Thiên, dài 846 câu. Khởi đầu bằng câu khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, và chấm dứt bởi câu mong bá tánh dẫn dân giải thoát. Kính mời chư quý vị thành tâm lắng nghe lời châu ngọc của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lành dừ. Sách thanh đạo ghi ở trong tam từ, người mới sanh tánh thiện trời dành. Bởi lớn lên tập niệm lời danh, nên tật xấu che mờ thiện tánh. Thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhất lại tánh xưa. Mặc tình đời dìm xem ghét, rừng kinh kệ ít người hai chữ. Qua mắt mỏ bởi chân phản ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tùng ó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa ly. Dòm trước mắt thấy điều hồ mi, nên động tình bác ái dạy rằng reo những ai lợi dụng làm sẵn, cho suy sụp chơn nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp viên ngút mây, trong bổn đạo tự thân phải từ. Xuân dương thế dạo trong mưa lê thứ, thấy ở ba gia gặp lúc nào nồng. Cánh trần gian nhiều nỗi lao lung,
việc tu tình ít người hiểu ly. Trong ba tánh muốn nơi cao quý phải truy tầm, quyền bi nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trồng yêu. Tạo làm chi những trung giới, hiếu ấy là người bổn phận phải trao. Khuyên dương trần đừng nể cần lao, cùng ráng sửa ráng trao nền đạo. Tu đầu tóc không cần phải cao, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyện. Các chư Phật từ đây lửa tuyến, coi ai là đức hạnh hiền từ. Lời sách xưa cần thủy trí ngư, cần sơn lạnh trần gian trí điều. Trong sấm giảng nếu ai không hiểu tầm kệ này, ta chỉ nếu đường quyết giải trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay về biết. Trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phân sự. Thấy trần thế hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hơi chần chờ. Việc thế gian như thế cuộc cờ, thăng dời thôi một hai nước tương. Nào ai có gạt dân nói bướng, mà dương trần liễu lường chánh tà. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đờn trung điệu, quà bán rồi thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, đoàn lục tặc ta mau sớm đi.
trần, kiếm chữ sắc không. Đức Di Đà Phật Tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim chi cổ gốc, ông cha ta cũng tu hành, mà ngày nay cứ mãi tranh giành danh với lời của tiền quyền tước. Thế trần thế ai ai cũng ước, đời sau không mơ tới phước cho rồi. Nay khổ lao khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, như gà cồ ăn bẩn cối sai. Thấy người hiền nói đắng nói cay, sao mới biết thân ai lao khổ. Nhớ thuở trước quay linh Phật Tổ, phép thần thông mơ trừ lũ ma dương. Chốn rừng tòng ngồi chiều nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiểu lão sĩ ra đời thật tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trần. Khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cõi diệt trừ tứ khổ. Bình giới tự từ kim chí cổ, sanh giới già hãy trừ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lâu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đau. Lo tu tịnh mặc ai khinh, ngạo diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thinh chớ có hầu gần, hương giới vị sắc trần nên lanh. Chữ xúc pháp treo gương, hiện thánh tranh sáu đường cung đặng về thân. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà lê thứ không lo chẳng liều. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh
mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đầu thơm tho nó ưa, nó chịu chốn xạ hương hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mơn. Thân tham sướng muốn tiền của đến đằng ăn xài, cho phải tâm tình ấy thì ưa sửa sách soi hình, với chức phần cho cao cho quý. Sao đường ấy ở trong tâm ấy, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tình tâm có mấy hồi, mượn trí đào đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đài. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ. Tiên sử kỷ hậu lai sử bị, bất lỗi người phải xét lỗi mình. Vậy mới là phải bực công bình, nẻo chánh trực chỉ người quân tử. Người biết đạo phải dình ngôn ngữ, nói với trong mẹ cha kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghênh ngang mang lời. Tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Ta khùng điên nói đại nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai mắng. Trời còn lúc tối mưa sớm nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao. Ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thì gian ác. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới là. Tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bị tánh thiền. Phải xử thế chớ nên
bài biển. Miệng xảo ngôn thường kiến tấm thân, việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lận lường trao đâu. Cả công cuộc của người tánh xấu ta giữ gìn, chớ có nhiệm vào. Tâm bần tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường chánh. Ta dạy thế mượn lời Phật Thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Quyên bổn đạo lập thân nuôi chi, đặng chờ ngài yết kiến Phật trời. Quá yêu dân càng tỏ nhiều lời, cho trần hạ tìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Ham công danh quên chữ sanh thành, mên phu quý quên câu dưỡng dục. Ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Biển hồng trần sớm gọi cho sông, ngày lập hội mới mong trở lại. Chữ bần tiện khuyên dân, đừng nại miễn cho ta trở lại ngay đàn. Chữ vinh qua giờ chớ có màng, bởi giả tạm của đời ngoan hà. Gắn công tu xem nhiều phép lạ, của thần tiên trừ lâu hung đồ. Nào lúa là lạnh nhiều tố sâu, chớ ham mến mà sao lao ly. Ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý, đến năm nay hao hết đã nhiều. Các ngoại bang đà nhuộm máu đều, sao trần thế không lo chẳng liều. Để đến diệt gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người. Khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười,
phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo giới đối từ đây sẽ biết, hàng ngoại bang bố thiết ta hoài. Nên ba gia hãy ráng miệt mài, dầu rách rưới cùng mau cần kiềm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quần trong mình. Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây khổ là sân hãi ơ diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá khắc, ta chớ nên phân biệt với người. Dịp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tương. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma, mới đặng an nhàn. Tự nhiên vào thân thể bất an, sắc mênh nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bản khổ, có ai dùng mà đăng thanh tiên. Mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của khổ riêng một kiếp. Bị tội cướp nào mà đời nãy nó cứ mãi làm. Chữ khí hùng khuyên chớ có ham, mà lao lý tấm thân trần thế. Kẻ nhất giả thường sanh ba kế, để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lắm nỗi tội tình, sao sanh chúng chẳng lo cải sửa. Bệnh ôn dịch thường hai ôi mưa, mà dương trần chẳng chịu kiến dè. Qua năm về đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chi.
ta chịu lình Tây phương thọ ký dình nghiệt long đằng khứu dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần quyên ba tánh vàng dân liều lây. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu xinh xoan, chừng khổ não phàn nàn thân số. Lời truyền sấm như bài toán đố ai biết tầm, thì đăng hương nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xù kiếm cắt. Bị ngoại quốc bán hàng quá gắt, nên dân ta chịu chữ cơ hàng. Ta khùng điên của cải chẳng màng, miễn lê thứ được câu hạnh phúc. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác thú non tần, thì Nam quốc lương dân mới biết. Nay dạy thế kể cùng ngồi chiếc chơi xác trần, dù thuyết ít hàng. Ai nói chi ta cũng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Con phù du hận hờ nào biết, thấy bóng mở đèn thì quyết chung vô. Thảm thương thay chết hiếu chết khô, nhìn đèn nó thấy mồ phù du. Kể khuyên trần đã mang mùa thu, đeo danh lời như con vật ấy.
giống xe các biển đông thường thấy thân già tràn rất uổng công trình. Khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan tràn. Trần phú quý thì trần thông thả, chớ còn ta cứ khổ lao hoài. Viết kệ cơ giảng dạy ít bài, mặc lê thứ làm không tự ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý, câu quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chớ chẳng phải của người làng tri. Mê giới tỉnh nhận ra là lý thay, dương trần ngủ mãi ngủ hoài. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách khuyên thiền miệng kêu không ngất, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ suy cũng bất hổ thầm, nên than thở cùng trần ít tiếng. Tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, thanh trong như nước bích mùa xuân. Nếu không tu chừng khổ cũng mừng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tôi đến người trưởng lão, mất trong dòng sanh tử luân hồi. Xuống diêm đình thấy tội hời ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xa tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiền giống chi hưởng nay. Địa ngục cũng tại tâm, làm quấy về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tu giới tịnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương
gian muôn thảm ngàn sầu, ngó vạn vật đài lầu chẳng có. Sông với núi trước kia mắt ngó khi chết rồi thấy nó đằng nào. Ai biết đường hải xóm tẩu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhồi. Chịu cay đắng tu hành mới dội ta thương đời, len lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước. Câu phú quý ngài không mang ước, chứ Bồ Đề như còi ba tông. Sang dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì là được định chừng diệu hoàng. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuần. Hạp mùa tiết giống kia bất luận, thái mộc mầm trổ lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỳ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu chân ta kể ngọn ngành, quyên lấy thứ làm lành mà tránh. Cảnh niết bàn là nơi cứu cánh, về chốn đi xa lánh hồng trần. Dẫu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ai quốc. Chừng lập hỏi biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết chánh ta. Ta vì dưng sắc linh ngọc tòa, đền linh khứu sơn trung chịu màn. Nền đạo đức ta bài quá càng, mà dương gian còn càng
danh từ, làm cho ta lỡ khóc lỡ cười, khóc là khóc thương người ngu muội. Thấy điên khùng làm như sách ngồi, chẳng tranh đường nó lại khinh khi. Ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê si thay qua. Tranh giới luận đắng dành cơm cá, khuyên dụ người đặng kiếm bạc tiền. Thấy chúng sanh ghét ngõ ganh hiền, theo chế nhạo những người tu tình. Tu không tu cũng không mời thân, mặc tình ai trong kinh hay chê. Thương lễ dân còn mạng sai mê, chẳng tu tình cho rành xương năng. Thấy ta lại nói cài nói đắng, đắng giới cài ta cũng chẳng màng. Chừng trần gian kiến thấy phụng hoàng, xẻ cánh múa chào mừng Phật thanh. Thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ẩn nơi tim ốc xác phàm. Ai biết tri gì phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thanh. Đức lục tổ ít ai dám sánh, người dốt mà nói pháp quá rành. Lửa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Việc cổ tích cần chi phải thảo, chuyện qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ. Nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Trần giới thế nó hay kêu ngào, các nhà sư hãy ráng sửa mình. Nếu xuất gia ngủ giới ráng gìn, tu chân chánh mới không hồ
cả ngàn năm nhân tâm sao xuyên sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Bệ tăng chúng quá ham chùa ngói, nên tới khuyên khắp chúng cùng làng. Phật nào ham tượng cốt phết vàng, mà tăng tạo hao tiền ba tánh. Việc giả dối từ đây nên lánh, bốn đạo ôi hãy ráng sửa mình. Cuộc dạy đời ta lắm công trình, làm chẳng tròn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần ai bỏ liếp, mãi lo làm hung hiếp người hiền, mà làm cho Ngọc Đế thảm phiền. Muốn trừng trị trần gian thảm thiết, Đức Phật tổ tâm Ngài nhất quyết, tâu Ngọc Hoàng Đế Phật giải trần. Nên ra kinh cơ giảng nhiều lần, mà dương thế chẳng cần xét đơn. Xác trần tục như cây cành khến, làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn. Đeo giới bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào rất tốt. Lũ giả dối thường hay thể thốt, nó chẳng kiên thần thanh là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét những kẻ tu hành bốc xước, miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài. Bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay câu xe. Thấy quyền quý nó hay, vừa mé đằng bờ bưng những kẻ hung sùng. Ta thương đời nói những chuyện cùng, chẳng có gì có dùng kẻ quay. Cuộc sám hối vô chùa thường thấy, làm gian lừa biết mấy nhiêu lần. Thấy dương gian lường gạt thánh thần, mà chúa xót cho đời hoang hàng.
là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dùng chữ tính thành, chớ nào dùng hương đăng trà hoa. Làm chai đám tạo nhiều xa, mà bay về tay nói những chuyện gì. Thấy chúng tăng làm chuyện quái kỳ, ta khuyên mày cũng không chịu bỏ. Lời chân chánh hình như nói xỏ, mà không không nào có biếm đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chung. Coi tâm kệ làm theo mới chúng, để lạc lầm lâm bơ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy giới nghĩ nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sao chứ Di Đà. Thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc đạo đức bất cần thôi thắng, chữ tu hiền ai thằng lần hồi. Thấy thiện cơ khó nổi ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ nào. Thầy lạc tớ không ai chỉ, bảo như dịch con diều dắt nhờ gà. Phải nghĩ suy càng lẽ mới là, nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ách hồi năm đinh sửu, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ách này đặng thức tỉnh trần, rằng thiên định tuồng đời sắp hà. Trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mà, bị văn minh cam dỗ loài người. Kể từ rài cười một khóc mười, kẻo chúng nó về người Phật thanh.
đào quỷ dương rất nhiều chi nhánh khuyên dương trần sớm tranh mới màu để ngày sau đến việc thảm sầu ráng nghe kỹ lời ta mách trước thuyền chúng nó thẳng bườm chạy nước lọt ngoài khơi mới hết nó khoan tu mà ham cho được giàu sang với quyền tước là tu dối thế nhớ thuở trước vua Lương Võ Đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành đến chừng sau ngã tử đại thành Phật bất cứu gì tâm còn ác tu biết cách như đường biết đát đường đát rành đằng giữa xe loan ai biết nghe thì sớm liệu toan để đến việc như người thất nghiệp phải quy căn cùng nhau hỏi hiệp sáng mau chân mới kịp đảo màu sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chướng vừa kê chúng sanh thể như gà thất thế phải nằm chờ tới nước bắt ra thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma trời mở cửa quỷ dương xuống thế nên ta mới ra tay cứu tế kẻo chúng sanh bình khổ quá chừng sao quỷ dương đi đứng nữa lần thêm tên tuổi chúng sanh nó biết làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường nó biết tên mình tin cùng không thì cũng mặc tình chớ ta lắm công trình dài dồ hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài mà cũng không rúng động đắng ngày nên cố quán phá đời mãi mãi trong bốn đạo cùng là sư giải ráng bền lòng cho được hiền từ hết khổ lao thì đến vui cười
chừng đó mới phỉ tình nguyện ước. Bọn gái mới ra đường tha thức, bỏ hết trơn nể nếp ông cha, khác tánh tình người cổ nước ta, nên phải chịu đớn đau đủ cách. Trai với gái ráng coi sự sách, đứng trung thần với kẻ tiết trinh. Dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Dài chẳng đặng lòng như lửa đốt, khắp dương gian chưa đặng ba phần. Kể từ nay tiên Phật thánh thần, lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Đức Thượng Đế ngữ đền ngọc khuyết, nhìn dương gian cũng luôn thở dài. Thấy chúng sanh trao trìa mặt mày, chớ chẳng chịu trao tâm trìa tâm. Kẻ đôi có người sang hai, lánh bước lại gần chê lũ tánh hôi. Cõi ta bà ta thấy hỡi ôi, sầu ba tánh quá nền kêu cách. Người tàn tật đuôi cùi đói trách, ít có ai để mắt nhìn vào. Chuộng những người dù dòng sắc màu, cầu giới mở ông thầy cô bác. Thì kẻ khó như rơm như rác, ta quá rầu đại cát văn minh. Mấy ai mà giữ giả sách đinh, theo tông tổ của mình thuở trước. Đầu với tóc áo quần láng mướt, chữ lành khôn của quỷ của ma. Chớ nó không có giống người ta, mà với quỷ sanh người hung ác. Lo tập luyện những câu đờn hát, chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ. Để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt chước làm theo Phật thánh, nếu thiệt người thì biết thương người.
Thấy kẻ khờ quê dốt ngạo cười, nào có lấy lời chi chỉ bào. Ta thương xót lo tần lo tạo, chẳng thấy ai rễ thảo dâu hiền. Làm cho người thương cổ thêm phiền, rất đau xót cho nòi cho dông. Biết chừng nào được quy nhất thống khắp hoàn cầu, dân biết thương nhau. Nhắc ra thì giả ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân xưa. Cơm được chính ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ lúc khải hoàn. Phật Như Lai cho phép khùng tròn, cho bổn đạo khắp nơi đặng biết. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đời cho người hết dần ta khuyên. Chữ nhân quà ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung ác thế vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Chữ bạn tác dầu cho đến chết, cũng keo sơn gắn chặt mới là. Bước ra đường ăn nói thiệt thà, dầu khôn khéo cũng là giả dài. Nếu tranh đường ắt ta bị hại, thêm xa cơ lại bị xích xiềng. Vì đời nay chúng nó dùng tiền, ít ai dùng chữ nhân chữ nghĩa. Theo học đạo mặc ai mai, mỉa ta cùng đừng gây gỗ với người. Được mấy điều thì đáng vàng mười, thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày. Thuận với hòa hay ghét với rầy, cùng cái lưỡi làm thầy các việc. Phải kiếm cách đặng ta trừ tuyệt, lấy tâm thần làm chủ mới màu. Cũng chẳng nên theo tánh võ hầu, thấy chẳng nói mà nhân
mà nhưng hãy liệu sức chớ nên nói bướng, dầu việc chi liệu lượng mà làm. Điên khùng này chẳng có nói xàm, nói những chuyện từ bi bất ai. Nếu bổn đạo còn ai làm sai coi kệ này, mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không cần cho ba tánh dèm phá thỏa chi. Ai làm phước in ra mà thấy thì được nhiều hạnh phúc sau này. Chốn non xanh dạy dỗ cáo cày, xuống trần thế ra tay giấc chung. Tới giới ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tình tại nhà. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc. Chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng, chỉ dắt chúng sanh. Con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời dân vật khôn ma khôn quỷ. Lo trang sức kim thời quê Mỹ, rồi phụ vàng tục có nước nhà. Trong tâm thì chứa chữ gian tà, chớ chẳng chứa tấm lòng bác ai. Học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng xuôi sang đại các xe tàu. Tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Ta còn mắt phiêu lưu dương thế, dạo lục châu đặng cứu ba gia. Mặt tình ai xem kệ ngâm nga, hay sửa đổi tùy lòng hữu hỷ. Thương sanh chúng tỏ bài quá kỳ, hỡi dương trần nên sớm hoài đầu. Đằng sau xem Phật Pháp nhiệm màu, dơi bao quý đài lầu tươi tốt. Xa ta vốn là người quê dốt, nên
mênh mở mang chưa được mấy rành. Khắp dương gian như sợi chỉ mạnh, mong bổn đạo tâm thành trở lại. Dầu cực khổ thân này chẳng nại, chẳng cần ai bái lại khẩn cầu. Bỏ gì đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thương cổ. Gốc thuở trước của tông của tổ đâu có bài dối mị như vậy. Những sấm truyền xưa của Phật Thầy, dân ráng kiếm mà truy thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết, mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất nào nồng, câu hữu lý ba tòng khó sanh. Chốn tự hồi cho nên leo hánh, vì lời xưa có dặn rạch rồi. Dân chớ nên phụ bạc giống nồi, mà lao lấy tâm thần vô ích. Phải nhẫn nhục chờ người cố tích, Phật giới trời phân định cho ta. Người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chân chất người ta ngay thẳng. Dài bốn đạo lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao gì sắp rốt đời. Đấng nam nhi ẩn nhân tùy thời, vậy mới gọi khôn ngoan hữu chi. Ta ra sức viết câu quyền bí, chúng dân ôi ráng kim ráng tầm. Dòng thủ kia là loài sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thu vật biết tu hành náo nức, con người sao chẳng rứt hồng trần. Việc tu hành phải vẹn nghĩa ân, kinh giới sống chúng dân thường thấy. Chữ ba chánh rõ ràng trong giấy, là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành
cần phải tìm ra, cho dân biết mục đầu chánh kiên. Trí linh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dầu giết người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tầng. Tội với phước xét coi nhiều bần, mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Chánh tư duy mục ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hai tớ cũng tương đều trung chánh mới màu. Việc vui sai mèo mà đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục từ. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng loài. Chánh tinh tấn dầu thành hai bài, cứ một đường tin ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới. Mục chánh mạng chung mơ sanh ơi, hỡi cho hồn linh cai quản châu thân. Lấy chơn nhân dịp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng son ghi, tạc tiếng luận bàn ngài ngăn tỏ tường. Nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc trao chát ấy là nguồn cõi, lời xáo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng, làm càng trong lúc ấy niệm cho lấy con.
một danh định thiệt là rất khó giữ tấm lòng bất đồng như như. Cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được hoàn nguyên phản bồn. Tà giới chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Tứ diệu đề ai có mến nữa thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ tập đề nay đã mở cửa để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật thanh. Về thượng giới cõi tiền mới bành đơn diệt đề trừ vật dục xương. Cõi hồng trần các việc mến nưa sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Muôn tâm tánh ngày kia sáng tỏ thì khổ đề phải chịu nhọc nhành. Lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thẳng bằng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dần ráng kiếm trễ thời kỳ khó gặp đằng ta. Rồi hành luôn bất nhẫn mới là thì muôn việc điều an ba tuệ. Chữ thứ nhất nhận năng xử thế là người hiền khó kiếm trên đời. Lập thân danh tuần trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhận giải trì tâm trong trẻo khuyên dương trần giữ phận làm đầu. Nhận hướng lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điều hòa ý thì. Nhân phụ mẫu gọi trang hiền sĩ phần xuống tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhìn xóm chòm cô bác
mới cao. Nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc, nhìn tất cả những người tuổi tác nhận tánh lành yên tình dài lâu, giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhận đức kể ra luôn thể, thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhận thành báo quý hiển giang, khắp ba tánh được câu hòa nhà. Câu đạo đức bay mùi thơm là muôn niệm, thì phải ráng sưu tầm. Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẹo lắm mà khổ. Chúng nó xuống quyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chúng xanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cảm bậy khó mong sống sót. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngót, mà làm cho dân chúng say mê. Nẻo chánh tà biển luận nhiều bề, cho ba tánh tìm nơi cội gốc. Lừa cho phải kẹo xưa danh mộc, đừng để lầm thở khéo sơn giang. Thì sau này đến lúc phong ba, dòng gió lớn cột kèo khỏi gài. Thấy sanh chúng nhiều người khờ dại, chẳng biết gìn phong qua lễ nghi. Nên ta đem đạo đức duy trì, gìn tục cổ để người chẳng trò. Còn chậm chạp đạo màu chưa tỏ, như rừng quang mới dọn một đường. Tớ với thầy nào quán thân lương, muôn cứu thế xa khi bùng trình. Thương quá sức nên ta bình rình, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân, thì ta chẳng an vui cực lạc. Dạy bốn đạo lấy lời đích xác, mà chẳng tu là bởi không hương. Chớ nước sâu mà bị rào thưa,
dân đông đảo lời truyền chẳng xiết. Nên phải tạm mượn cây ngồi viết đêm đạo màu như hàng cho mưa. Đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thầm thầm trong kinh Phật giao. Nền chân lý chúng chê rằng lão, mà nào ta có lời dùng ai. Trong ba gia nhiều ít lòng chay, để giữ trọn trong nền Phật Pháp. Dình giới cầm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lung cũng là trì chi. Chờ thiên địa châu nhi phục thì như đời xưa, có gã tử phòng xem thời cơ người đã rõ thông. Dùng tôi thiểu mà an ba tanh, đời vật chất văn minh tranh cạnh, chữ lợi quyền vật giết lẫn nhau. Đồng lòng hiền chư Phật đớn đau, cho kinh sống dài răng trần thế. Nhìn thấy chuyện gạo châu củi quế, nghèo bạc vàng đạo đức cùng nghèo. Ta xuống trần nhằm lúc nạn eo, nên phải bị kẻ hung khinh bì. Vì bác ai nên thân cuồng sĩ, phải chịu điều khổ hạnh sâu xa. Mong cho đời gặp lúc khải ca, trong bốn biển thái bình mới toại. Phật tiên thanh lòng nhân hà, hải những ước ao thế giới hòa bình. Nên khuyên đời truyền bá sự kinh, cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Vào đôi bạn khinh khi kẻ rách, là những câu trong sách Minh Tâm. Tanh kẻ sang đổi vợ nào lầm, thánh nhân để nhiều câu hữu ly. Có mấy kẻ ăn năn xét kỹ, mãi ý tài chê bướng chê càng, thì ngày sau đừng có trách than.
những tội lỗi của mình tạo lấy. Bị hao thân giết người không thấy, rồi mãn lo dèm xem nhiều lời. Vì vậy nên tình nghĩa xe lời, đâu gần gũi mà thường diệu ly. Trong lục tình nay là người trí mau thức thời, tìm đạo nhiệm sâu. Khuyên dân đừng chia áo rẻ bâu, phải hợp tác gieo trồng giống quê. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó giấc diệu. Thả thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đường. Trời sáng ra kế lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng trong đổi thay. Chữ phù dân phú quý nay mai, luôn giới chuyển dời qua đổi lại. Coi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành. Đời hạ quân hay chết tuổi xanh, như thuở trước nhang hồi còn trẻ. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ bụi ở bần hàng, đặng có tu thân. Nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tài thế. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thương những người trung nghĩa diễn toàn. Ra kể này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc bao quý ẩn trong nam đỉnh, muốn tìm kim đai biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt hải mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong ba tánh vàng dân giải thoát.
Nam Mô A Di